Chào các bạn nhá. Nay mình ăn cái bánh trung thu, không biết cái này hãng này của cái hãng nào đây. Có một cái bì lợn rất là dai, dày đấy ở trong cái bánh. Đấy. Ê, cái bì lợn nhá. Nguyên một cái bì luôn các bạn. Ăn rất là dai. Mình phải nhả ra đây. Đấy, đây là cái bánh cắt ra đây. Đấy. Ấy nhân thập cẩm gì mình không biết bánh của hãng nào các bạn nhé. Đấy, có cái chữ Kido đây. Ồ, cái bì rất là dài, bì to đùng này. Đấy. Để mình vệ sinh cho các bạn là xem nhé. Mà cái này mình cũng không biết nó là cái bì hay là cái gì, rất là cứng các bạn ạ, dai nhưng mà cứng.